tới chợ nổi cái răng này nha. Đây ở trên này treo bí là bán bí nha, treo vú sữa bán vú sữa. Còn CT là chiếc tàu đúng không? CT là chiếc tàu. Chiếc tàu. Đây, có ai muốn ghé đặc sản miền Tây gì không? Đây đặc sản miền Tây là áo gắn mà cô nhói cái bánh kẹo. Đó, đây là đặc sản miền Tây nha. Vũ nữ chân dài nha, có ai muốn vũ nữ chân dài không? Đó, rắn khô, cá lóc, khô chuột, khô đồng. Sao đây đặt cái ăn mà không đặt hầm răng ta? Anh sao đây đặt cái ăn không đặt hầm răng? Này nó nhiều giải thích lắm anh. Anh ví dụ đi nha. Và cái răng thì cái gạch đầu xấu đó hồi xưa đó, là ở đây đầm lầy nó có một con cá sấu dữ dằn lắm. Thì hôm nọ có một cái đám cưới thì đó thì đi bằng xuồng ba lá không à, thì cái bữa đó cái xuồng đám cưới đi ngang đây nó quật chìm cái chiếc ghe cái chiếc xuồng của cô dâu chú rể để dắt cô dâu đi mất. Con cá sấu này nó cũng mê hát hỏi lắm à. Đó là ra chú rể mới về bài mua làm kế mướn hát bội gì đây hát chờ nó chờ rồi nó nói rồi mà giết nó, rồi khi mà giết được nó lại chặt thành đưa nó ra cái đầu trôi về đằng kia cái gạch đầu sấu. Ở đây là cái răng của cá sấu kia, cái răng vùng nào là kêu đặt cái vùng đó. Còn cái đuôi đó là kêu cái cui. Cái cui. Không phải cái đuôi. Cái đuôi của cá sấu là kêu cái cui đó. Còn cái bộ đồ lòng nó trâu gì bên cá dồn á. Là cá dồn đó là của Vĩnh Long mình. Bên. Thì nó kêu bộ đồ lòng của cá dấu. Kêu cá dồn. Cá dồn. Hết tiền rồi, câu chuyện của bác bạn mới nhảy. Rồi. Bài câu này là cái bài câu của bác bạn. Một cái giả thiết thứ hai nữa là hồi xưa ở đây miên nó bán cái